Vừa qua, Bamboo Airways đã nhận danh hiệu hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất trong nhóm ngành du lịch nghỉ dưỡng bất động sản. Đây là kết quả bình chọn của hơn 82.300 ý kiến đánh giá trực tiếp của người tiêu dùng trong suốt 10 tháng với trên 7.600 sản phẩm dịch vụ được đề cử. Bamboo Airways cho rằng để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng doanh nghiệp, cần học cách hiểu khách hàng, tiên đoán nhu cầu khách hàng và hành động để vượt lên sự mong đợi về dịch vụ của khách hàng. Hiện nay, hãng luôn tìm cách tối đa hóa quyền lợi của khách hàng thông qua chuỗi dịch vụ đa dạng và đảm bảo tiêu chuẩn định hướng 5 sao. Bamboo Airways đang khai thác 30 đường bay nội địa và quốc tế, vận chuyển hơn 2 triệu lượt hành khách thông qua hơn 15.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành, trung bình 9 tháng đầu năm. Gần nhất là Bamboo Airways mở thêm đường bay thường lệ Nha Trang Seoul khứ hồi hàng ngày, thúc đẩy phát triển du lịch, giao lưu hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai nước. Trong mùa Tết cao điểm 2020, Bamboo Airways cũng sẽ cung ứng tổng cộng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng gần 700.000 chỗ, tương đương 3.600 chuyến bay để phục vụ hành khách.